Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19, trong đó 3 trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh đã được huyện Phù Cử cách ly tập trung ngay. Một ca có địa chỉ ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ ghi nhận trong khu cách ly tập trung. 3 ca còn lại trong nhóm 7 người có quan hệ gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê ở xã Tống Phan, huyện Phù Cử chiều ngày 21 tháng 7 được đưa đến thẳng khu cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp. Chiều ngày 22 tháng 7, được thông báo có tiếp xúc với F0 trước khi lên máy bay, đồng thời mẫu gộp có kết quả nghi ngờ dương tính. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm khẳng định có kết quả 3 người dương tính với SARS-CoV-2. Từ vụ việc này cho thấy quy định của tỉnh Hưng Yên, người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam phải khai báo y tế, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời và hiệu quả. Từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 223 ca bệnh.